Gọi xe taxi, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn hay là thanh toán trực tuyến. Những tiện ích của Internet ngày hôm nay sau 10 năm tới có thể sẽ trở thành lạc hậu. Uber là công ty taxi lớn nhất thế giới cho dù không có một chiếc xe nào. Airbnb là công ty khách sạn lớn nhất thế giới dù không có nổi một phòng khách sạn. Tất cả mới chỉ là những biểu hiện đầu tiên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta không thể hình dung là trong 10 năm tới, 10% dân số sẽ mặc quần áo, kết nối với Internet, mắt kính cũng online. Và điện thoại thông minh sẽ trở thành vật bất ly thân và tất cả những dịch vụ nếu không gắn được với điện thoại thì đều sẽ bị loại bỏ. Thậm chí là chỉ cần giơ điện thoại lên quét võng mạc, tất cả bệnh tật của bạn sẽ hiển thị lên hết màn hình điện thoại. Hay như là 10 năm nữa, 10% xe chạy trên đường ở Mỹ sẽ là xe không người lái. Và gần hơn, dự kiến Nhật Bản sẽ đón các đoàn khách dự Olympic 2020 bằng xe không người lái sử dụng năng lượng mặt trời. Vâng, tất cả đều là những biểu hiện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chúng ta hãy cùng theo dõi. Nếu như cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là cơ khí hóa với máy chạy bằng thủy lực và hơi nước, lần thứ hai là động cơ điện và dây chuyền sản xuất hàng loạt, lần thứ ba là kỷ nguyên máy tính và tự động hóa, thì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra hiện nay, đó chính là kỷ nguyên vạn vật được kết nối bởi Internet. Ước tính đến năm 2020, sẽ có khoảng 50 tỷ vật thể được kết nối Internet trên toàn cầu. Hay lấy ví dụ đơn giản, trong tương lai, ngôi nhà của bạn về cơ bản sẽ có tai, mắt, và thậm chí là cả trí não. Bạn vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi ư? Không cần nói, tự căn nhà sẽ nhận biết điều đó dựa trên ứng dụng lịch làm việc ở trên thiết bị di động của bạn. Các cảm biến sinh học sẽ phát hiện mức độ căng thẳng dựa trên huyết áp và nhịp tim. Từ đó, căn nhà sẽ tự động chuyển từ loại nhạc rock mà bạn thường nghe sang giai điệu nhẹ nhàng, du dương. Đó là hình mẫu của ngôi nhà thông minh mà hiện nay nhiều hãng công nghệ đang phát triển. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn chứng kiến sự phát triển của các xu hướng như xe ô tô tự hành, trí tuệ nhân tạo, công nghệ in 3D. Tất cả sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới của bạn trong tương lai không xa. Chào mừng tất cả đến với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.